Xin chào tất cả các anh em nào. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em nhận một token HVC coin. Khi đăng ký các bạn có thể rút về luôn cho tất cả các bạn. Để tham gia giá bằng click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản. Đầu tiên hai dòng đầu thì tên với người giới thiệu của bạn đi nha. Rồi tên tạo người dùng các bạn đặt tên username của bạn. Các bạn tùy đặt nha các bạn. Username mà các bạn đặt gì cũng được chứ các bạn. Mình là anh bố số 1. Rồi dưới đây thì tên các bạn ghi họ và tên của mình vào nha các bạn. Tên người dùng Quỳnh Văn Ảnh. Nó lấy tên người dùng có sẵn thì mình dùng tên khác nha các bạn. Tên Ngọc đi. Anh bố số 1 rồi. Rồi, số điện thoại các bạn nhập vào số điện thoại nha các bạn. 0329931577. Con này không cần KYC gì hết. Rồi các bạn bấm nút đăng ký nha. Vô dòng trường hợp này. Email cho lộn các bạn, ID email các bạn bắt cho các bạn, mình hơi thiếu Quỳnh Ảnh Văn Quỳnh. Rồi bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. Rồi nó có một cái mã OCB gửi về cho email các bạn, mở email của mình vào các bạn. Đây, ấm lộn mà. Rồi bạn mở email của mình lên nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video con này thấy khá là ngon các bạn. Rồi các bạn mở thư lên. Sao lâu về quá ta. Rồi các bạn, HVC nó gửi gì cho mình một cái mã code, các bạn copy cái mã code này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lên mã code nè. Rồi các bạn trở về rồi không có sai nữa, các bạn đăng ký nè. Các bạn mở lên nè các bạn. Các bạn bắt địa chỉ send OTP vào nè. OTP vào nè. Rồi các bạn dán vào nè các bạn. Các bạn bấm nút xác minh OTP nè. Rồi sau khi ra một cái giao diện chính như vậy, các bạn login vào nè các bạn. Rồi đây mình đăng nhập nha các bạn. Các bạn sau khi các bạn đăng nhập vào, các bạn thấy một là token HVC đây các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn rút tiền luôn các bạn. Để rút tiền được các bạn phải vào chỉnh sửa thông tin trang cá nhân mình các bạn. Bạn nhập vào bài đồng ngữ mình nè. Bạn bấm vào Mi Profile nha các bạn. Một token này có thể bằng giá trị của nó 1.8 đô đó. Rồi đây thì để Ethan, các bạn nhập vào đây nè. Bạn chọn giúp mình quốc gia Việt Nam nha các bạn. Chỗ này không có cần cái KYC, các bạn chỉnh sửa thông tin lại rút tiền cho nó mới được các bạn. Việt Nam đâu ta, Việt Nam đây nè. Rồi các bạn đây thì chọn ngày sáng năm sinh của mình. Ngày 22 nè. Tại năm 1991 các bạn. 78, 95, 93. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Bà chó quá trời nhiều. 93, 94, 95, 92, 94, 91, 93, 92, 91 đồ trời ơi. Rồi 91 tháng 8, tháng 7, tháng 6. Rồi bạn nhấp vào một số 22 nha các bạn. Rồi 22 các bạn bấm nút đặt nha các bạn. Là ok. Rồi các bạn bấm nút submit. Đây thì cái link dép của bạn, các bạn copy link dép mà chia sẻ cho bạn bè những người thân để nhận thêm một tôi cần nha các bạn. Các bạn chỉ nhấp vào một submit thôi gọi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp submit xong, các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè, các bạn vào trang đồ ngự vào ấy nè, vào trang cá nhân của nó, các bạn bấm vào nút quit giao các bạn. Rồi các bạn lấy mở địa chỉ ETH của mình lên, mở di chúc wallet nè, các bạn copy cái địa chỉ ETH giúp mình các bạn. Các bạn bấm nút sao chép nè. Rồi các bạn mở lên nha các bạn. Các bạn mở web lên, các bạn bắt địa chỉ EC20 vô đây nè. Rồi các bạn ghi một token nha các bạn. Rồi bấm nút submit nè. Rồi như vậy mình đã rút ra tiền thành công các bạn. Tiền có khoảng về trong vòng một tiếng đồng hồ nha các bạn. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vậy video mình kết thúc. Mọi thắc mắc không hiểu các bạn đây comment nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.
À mình thông tin các bạn, con này nó đang bán ICO nữa các bạn. Khoan khoan, để mình coi qua Mi Profile nè. Để qua đây mình coi check thông tin các bạn. Các bạn có con này đang bán ICO nè. Giá của nó là một token cho 1,8 đô. Đang bán ICO. Còn 78 ngày nữa nó sẽ list sàn cho tất cả các bạn. Các bạn cố gắng mà lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.